Trong video ngày hôm nay, ở bên mình sẽ chia sẻ một số cách để anh em mình mua hàng online đấy, mà nghĩa là hay gọi là mua hàng từ xa, mà người ta ship hàng tận nơi cho mình, chọn được những sản phẩm mà theo cái như anh em gọi là không bị lừa, đúng không ạ? Thì rất đơn giản thôi. Thì đầu tiên là anh em mình phải một số yếu tố để đảm bảo rằng thứ nhất là gì, là kích thước đã, ví dụ như quảng cáo cái neo này, mình đang giả dụ thôi nhá, là cái neo khối thì cái đường kính của nó là bao nhiêu, thì mình cứ bảo người ta báo thật luôn để khi nhận hàng nó không bị có sự sai lệch. Ví dụ như con này nó sẽ xấp xỉ khoảng 12,5 cm để cái đường kính của cái neo khối, cái bên neo này, này anh em này. Đấy, đầu tiên là kích thước anh em nhé. Thứ hai đó là cân nặng, đúng không? Cân nặng thì anh em mình bảo người ta luôn báo khoảng bao nhiêu cân cho một cái. Ví dụ như cái neo khối này thì trọng lượng của nó xấp xỉ khoảng 2 kg. Đó, thì anh em mình có thể tính ra lệch 1 lạng thì bình thường nó về 2 cân, có thể là cân 9 hoặc là 2 cân 1, 2 cân 1 chẳng hạn, đấy nó lên xuống một lạng thì không vấn đề gì, đúng không? Do cái cân nữa cơ. Khi nó cân nó có thể là nó sai lệch một tí. Và một yếu tố tiếp tục là sao? Anh em mình thấy là nhiều lúc là khi giả dụ như quảng cáo mà không tháo ra như này mà đang để ụp như này hết này, thì bên trong mình không biết nó là cái sản phẩm cao cấp như thế nào. Ví dụ như bản cao cấp như dòng neo thì bên trong nó sẽ là hoa, người ta gọi là một số gọi là hoa mận, anh em hay gọi là đây là cái nhôm, một số anh em gọi là kim loại và nó có cái viền đồng ở đây. Đấy, thì anh em tiếp tục yêu cầu cái nhà bán hàng là cung cấp cho mình ảnh thực tế của cái mâm bên trong đấy để mình ưng thì mình mua cái thực tế như thế. Và tiếp tục nữa là cái côn, thì cái côn trên thị trường thì nó sẽ cái màu của nó sẽ có thể là màu xanh kiểu như là sơn, hoặc cái màu nguyên bản titan này để nguyên. Thì cái này anh em mình cứ phải bằng hình ảnh mình chụp lại rồi mình lưu lại, đúng không? Mình cứ bảo gửi qua Zalo chẳng hạn. Đấy, và tiếp tục là gì, là cái quận côn này thì bằng nhôm hay bằng đồng, tròn hay dẹt, thì mình cũng bảo người ta nói luôn để khi mình nhận thì không bị cái sai cái thực tế mà mình mong muốn, đúng không? Ví dụ anh em cần nhôm côn nhôm thì bảo người ta đây phải là côn nhôm không, hoặc khi anh em cần côn đồng thì bảo người ta có thật là đây là côn đồng không, đúng không? Đấy, và có phải tròn hay dẹt. Và tiếp tục là gì, mình phải nói rõ ràng là cái sản phẩm này thì khi cháy côn thì có côn để thay thế không, mà có côn zin của côn đó không, hay là mua côn thay thế khác. Đó là như thế anh em nhé, đó là một số kinh nghiệm của bên mình. Và đây thì mình cũng tiện thể báo giá anh cho anh em mình cái dòng neo khối này là côn 74.5, và anh em mình có cái tên gọi là neo khối 850 của giò CF, đúng không ạ? Thì con này bên mình đang chào bán ra một đôi, bán lẻ là 2 triệu, mình sẽ bao ship toàn quốc và tặng kèm tụ chở và cái ốc để bắt nối với cái phễu của nhà anh em. Trong hợp giá này giá cũ nhá, chưa có phễu đấy, mình sẽ tặng cả cái ốc đó. Và tiếp tục khi anh em mình mua 3 đôi thì bên mình sẽ giá là 1.800.000 nhân với 3 là 5.400.000, anh em mất tiền ship nha. Đấy, cộng ship 3 đôi này nó rơi vào tầm khoảng 12 cân thì chắc chắn nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 100.000 tùy vùng. Nếu anh em mình lấy 5 đôi thì nó rơi vào 8 triệu cộng ship, nghe được xuống có 1.6 triệu đấy. 1.6 triệu khi anh em lấy 5 đôi nhá. Thì anh em lý rằng là lúc đó thì anh em mất ship thì 5 đôi là 20 kg rồi, thì nó rơi vào tầm khoảng 200.000 tùy vùng. Đấy anh em nhá, nó trên dưới một vài chục, anh em mình phải chấp nhận cái độ biên độ giá dao động của cái tiền ship như vậy. Đó, còn đi anh em mua một đôi lẻ thì vẫn là 2 triệu. Mà anh em đến nhà mình mua giá là 1.900.000 như đôi này anh em nhé. Anh em nào quan tâm đến dòng neo cao cấp này liên hệ trực tiếp bên mình qua số máy mình sẽ để trên thanh tiêu đề nhé, thanh tiêu đề. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này, chào anh em.